Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Video hôm nay thì mình xin giới thiệu đến cho anh em hai cái sản phẩm mới bên nhà mình. Bên chỗ này là chính là cái súng xiết bu lông Hitachi hàng nhái loại 1 anh em nhé. Còn bên này là một cây súng vít điện của hãng Boss, hàng này là hàng zin. Thì bây giờ mình sẽ bóc hộp ra để chia sẻ đến cho anh em từng cái thiết bị trong cái bộ sản phẩm này anh em nhé. Thì đầu tiên là mình sẽ để tạo cái cây súng vít sang một bên và mình sẽ bắt đầu là mở hộp cái hộp súng xiết bô lông Hitachi anh em nhé. Hàng xiết súng xiết bô lông này là hàng nhái anh em nhé, hàng nhái thôi chứ không phải hàng zin đâu nhé, không phải hàng xịn đâu nhé. Nếu hàng xịn thì nó tới 7-8 triệu, có những khẩu lên tới 10 triệu đồng, nó rất chỉ là đắt thôi, mình không cần phải xài những loại đắt tiền như vậy làm gì. Nếu anh em có điều kiện xài càng tốt, còn không thì anh em xài cái khẩu Hitachi hàng súng xiết bô lông hàng loại nhái này anh em cũng xài rất là ok rồi. Nhà mình cũng đang xài rất là ok. Anh trai lấy cái khẩu súng cũ nhà mình ở đây. Đây chính là cái thân máy khi anh em mở hộp ra anh em này, gồm có này, đây bốn khẩu này anh em này, đây chính là cái khẩu 22, đây là cái khẩu 22. Khi mà anh em bóc hộp ra thì gồm có một khẩu 22 này, một cái dây đeo này, một thân máy này, một cục sạc này và hai cục pin. Thì súng này thì để anh em xài, anh em mở các cái ốc bánh xe, ốc càng, ốc sóc, anh em mở rất chi là nhanh tiện lợi. Còn nếu mà mở ốc bánh sau xe tay ga thì con ra được con không anh em nhá. Vì cái súng này nếu mà cái thợ lần trước người ta xài cái súng lực xiết nó quá mạnh vào cái bánh sau, ốc bánh sau xe tay ga thì súng này không ra được đâu. Nhưng mà nếu mà những cái loại súng thông thường mà lực xiết vừa đủ thì súng này vẫn có khả năng là ra được. Đấy, còn anh em xài trong những cái lĩnh vực là ốc bánh, ốc càng, các cái ốc nồi côn thì rất chi là tiện lợi. Đấy, rất là nhanh anh em, không giống như anh em phải cần phải kéo những cái dây hơi giống như cái loại súng bằng vít bằng hơi, là kéo cái dây hơi đi nó rất là lằng nhằng. Còn cái này anh em mở cái ốc bánh sau rất là nhanh. Đây gồm có hai cục pin sơ cua, đây mình cắm vào đây, súng rất khỏe anh em nhá. Đây có các chế độ anh em thích điều khiển các chế độ này anh em này. Đấy, rất là chắc chắn. Thì mình cũng xin nha. Đây, tiếp tục để bỏ cục pin bên này, bên này vào. Đây mình đặt như thế này. Đặt thế này mình đẩy vào thôi. Đấy, như thế này. Lúc anh em muốn tháo ra thì anh em nhí cái nút này anh em giật ra thôi. Đấy. Súng này mình xin khẳng định lại với anh em nhá, là súng nhái anh em nhá. Nhái nhưng mà xài được. Đây, đây là cái khẩu súng cũ nhà mình này. Đây. Khẩu súng cũ nhà mình xài. Mình xài lâu lắm rồi. Rất là ok. Rất ok, đây là cái khẩu nhà mình đang xài. Còn đây là cái khẩu súng mới. Thì anh em nào mà quan tâm đến cái sản phẩm này thì anh em cứ gọi vào cái số điện thoại mình đang để trên màn hình. Mình sẽ cung cấp cái súng Hitachi, súng xiết bu lông hàng nhái loại 1 cho anh em xài. Và hàng này có bảo hành anh em nhé. Đây là mình để sang đây một bên. Tiếp theo là mình sẽ chia sẻ đến cho anh em một cái cây súng bắn vít của hãng Boss anh em nhé. Cây súng xiết bu lông là hàng nhái, là hàng nhái, nhưng mà cây súng vít của hãng Boss này là hàng zin 100% nhá, hàng chính hãng anh em nhá. Nếu mà anh em phát hiện thấy cái cây súng vít này mà không phải hàng chính hãng, mình sẽ đền bù cho anh em 5 triệu đồng. Bây giờ mình bắt đầu bóc hộp ra. Thì khi mà anh em bóc hộp ra này, anh em để ý này, nó gồm có một cuốn sách này anh em này. Cuốn sách này là các cái sự an toàn, các tất cả các cái tiếng anh em ạ, rất nhiều. Đó là một cuốn sách có cả tiếng Việt Nam anh em nhá. Anh em để ý có cả tiếng Việt Nam này. Đấy, thì cuốn sách này và gồm có một cái thẻ bảo hành. Bảo hành thì anh em sẽ cầm cái thẻ này, bảo anh em bảo hành tất cả các cái trung tâm của Boss, anh em đều bảo hành toàn quốc anh em nhá. Đây, trung tâm bảo hành toàn quốc. Nhưng mà anh đây đấy là cái thẻ bảo hành thôi, còn nếu mà súng mà có trục trặc thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với nhà mình sẽ bảo hành cho các anh em. Đó, mình sẽ để xem đây. Đây chính là cái cây súng bắn vít hàng Boss đây anh em này. Rất chi là xịn sò anh em nhá, hàng này hàng xịn anh em ạ, chứ không phải hàng chính hãng luôn anh em ạ. Đây thì là trên thân súng này, trên thân súng thì gồm có một cái nút, nếu mà anh em đẩn lên thế này thì khi anh em bấm nút thì nó sẽ chạy vào, còn khi mà anh em gạt về thế này thì anh em bấm nút nó sẽ chạy ra, còn nếu anh em để ở giữa thì anh em bấm thì là không có gì cả, khóa đấy, hàng này hàng chính hãng. Còn đây là anh em để ý này, đây là cái sức mạnh của cái búa này, anh em để nấc là nấc một này, nấc mạnh này, hơn tí nữa này mắc luôn anh em, là nấc mắc mạnh luôn này. Đấy thì anh em thường thường thì mình đoạn mình hay để nấc cuối cùng thôi. Thì cái súng này á,
thì là nó rất chi là xịn sò anh em, rất chi là nhỏ gọn thôi, không giống như cái súng Makita mà mình nhà mình trước có cung cấp cho anh em thì một số anh em hay chê nó là nó hơi to hơi dài, dài quá, to quá là nhiều khi anh em vẫn các cái ốc nhựa ốc ấy là nó vướng, nên là mình đã quyết định là chuyển sang hàng Boss. Boss này là có anh em lưu ý này là có cái tem chống hàng giả anh em nhá, và anh em sẽ cào cái mã số này, anh em sẽ kích hoạt cái hệ thống bảo hành anh em nhá. Và tiếp theo nó là cái súng này là chính thức là anh em này, hàng Boss là chính thức là hàng của Đức anh em này, nhưng mà đây là Malaysia, có nghĩa là súng này sản xuất ở Malaysia anh em nhá. Tất cả các cái tem này là người ta khắc chìm hết chứ không phải là tem dán đâu anh em nhá. Nếu mà có loại súng nhái là cái tem của nó dán của cái này là người ta khắc hết trên đây. Đây những cái chữ này là không phải là chữ dán đâu anh em nhá, nó in luôn vào trong này rồi. Nên mới gọi là hàng zin chính hãng. Cái súng này thì nó có phanh điện tử anh em nhá. Một số các loại súng thông thường á, khi em chạy như thế này này, sau em thả tay ra nó phải đi theo một đoạn nữa thì nó mới dừng. Nhưng mà cái loại súng này là có hệ thống phanh điện tử. Anh em thả tay ra nó tự động nó dừng luôn đấy. Nó không chạy quá đi. Nó không bị chạy quá. Đây súng này rất là hay. Thì nói thật ra súng này là súng zin, súng hàng chính hãng. Nhưng mà anh em phải sử dụng đúng cái mục đích của nó, là anh em chỉ có vặn ốc nhựa, những cái ốc yếm xe thôi anh em nhé, hoặc những cái ốc lọc gió xe tay ga anh em vặn rất là nhanh. Nếu mà anh em đã xài, từng xài cái loại máy này rồi, đến hôm một ngày nào đó mà hôm nay mà mất điện, anh em không kịp sạc pin, thì là anh em không có cái anh em vặn bằng cái tu vít thông thường anh em thấy chán ngay. Đang vặn cái này mà vặn bằng tu vít thông thường chán ngay, chậm hơn. Cái này xài rất là ok. Súng này là hàng xịn anh em nhá, rất đắt anh em nhá. Rất đắt đấy, không rẻ đâu anh em nhá. Còn một cái điểm lưu ý mình muốn lưu ý đến cho anh em nữa, khi mà bóc hộp ra thì là nó gồm có một thân máy này anh em này, gồm có hai cái vít anh em nhá. Chỉ có hai cái đầu vít thôi. Một đầu vít nhỏ và một đầu vít to. Nếu anh em muốn xài muốn những cái loại cái mũi vít để anh em vặn yếm nhựa thì anh em phải mua thêm những cái loại mũi vít thông thường đấy anh em ạ. Người ta bán ở các đại lý đầy đó. Còn đây là gồm có hai cái mũi vít thôi. Hai mũi vít thôi. Và tiếp theo nữa là ở dưới này là chỉ có một cái dây sạc thôi anh em nhé, không có cục sạc anh em nhé. Một cái bộ sản phẩm của Boss này thì lại không có cục sạc, chỉ có một cái dây sạc này. Cục sạc thì anh em về anh em xài chung với các cái cục sạc của điện thoại anh em ạ. Có các cái máy smartphone đấy là anh em sạc, còn là đi theo máy thì không có cục sạc anh em nhá, không có bộ nào có cục sạc cả, mình đang hỏi công ty rồi, không bao giờ có cục sạc đấy, thì anh em xài chung với cái sạc điện thoại đấy, gọi chung là thế đấy. Cái súng này là rất chi là xịn, anh em xài cái này thì nó rất chi là tiện lợi, nó nhỏ. Đây trước mình có xài cái kia thì nó dài, cái hãng Makita thì nó dài quá, nó có phanh điện tử anh em, là anh em thả ra anh em thấy cái độ rung của nó rất chi là xịn anh em ạ. Anh em nào mà quan tâm đến sản phẩm thì cứ gọi vào số điện thoại mình đang để trên màn hình, mình sẽ cung cấp sản phẩm này cho anh em. Sản phẩm này thì tất cả là sản phẩm nhà mình đều được bảo hành hết anh em nhá. Và mình xin lưu ý lại cho anh em một lần nữa này, súng siết bu lông là hàng nhái loại 1 nhưng mà dùng rất ok anh em nhá. Còn cây súng bắn vít này là hàng chính hãng của Boss anh em nhá. Đấy thì anh em nào quan tâm đến sản phẩm thì cứ gọi vào cái số điện thoại mình đang để trên màn hình, mình sẽ cung cấp hàng cho các anh em. Nhà mình thì bán rất nhiều cái mặt hàng ở trên Zalo nữa, anh em vào Zalo trên màn hình anh em kết bạn, anh em sẽ làm quen với kết bạn đây. Máy độc lối bây giờ chỉ còn có một chiếc thôi anh em này, máy độc lối chỉ có một chiếc này. Đây là các cái vam vam bô lăng điện anh em này, vam bô lăng điện của hãng Yamaha này anh em này, rất chỉ là dày bóng nha anh em nhá. Thì mình đã có tất cả cái sản phẩm đây sẵn đây rồi, mình chia sẻ luôn cho anh em cái bộ súng cái khẩu bắn vam bô lăng điện của hãng Yamaha luôn anh em ạ. Đây mình bóc ra cho anh em xem, đây chính là cái vam bô lăng điện của hãng Yamaha anh em nhìn thấy này, nó rất chỉ là dày tiện công nghệ CNC bóng nha anh em nhá, nó bằng thép, cái ốc là bằng thép này anh em thấy không, sản phẩm này chất lượng không anh em, nhưng mà nó rất đắt anh em ạ, không rẻ đâu, nhưng mà anh em xài một cái này bảo hành trọn đời luôn anh em ạ. Bảo hành trọn đời luôn cho em. Cái vam này là vam bô lăng điện xe số của hãng Yamaha. Đấy, đi theo cái một sản phẩm thì gồm có hai, có cái sản phẩm là mình kết nhất là cái sản phẩm này thì mình sẽ cho anh em xem. Nó gồm có tất cả là ba con ốc bằng inox này, ba con ốc bằng thép này để anh em chống bị tuột gen, tuôn gen này. Và thứ hai là nó đi theo hai cái đầu khẩu anh em nhá. Hai cái đầu khẩu này thì để anh em chống vào cái trục cơ, chống vào cái trục biên, để lúc anh em ra vặn vào thì cái đầu trục bên này này nó đẩy trực tiếp vào đầu trục cơ thì nó sẽ đẩy qua cái này, nó bảo vệ cái đầu cơ đầu biên rất là ok anh em ạ. Tất cả là bằng thép, một đầu thì có gen, khẩu dài này là không có gen, khẩu ngắn này là có gen anh em nhá.
Đây là cái sản phẩm chi tiết mà mình thích nhất. Anh em bắn thoải mái, không ảnh hưởng gì đến cái hệ thống đầu trục cơ, đầu trục biên, anh em cứ yên tâm. Thì nhà mình có rất nhiều sản phẩm, và kênh nhà mình là kênh chia sẻ kiến thức về xe phun xăng điện tử, nhưng mà đồng thời cũng kết hợp bán một số mặt hàng đó, mình cũng nói trước luôn anh em nhé, để lấy kinh phí để duy trì cái kênh mình bán hàng. Để mình sắp tới mình có cái dự định là mình bán hàng để có thêm kinh phí, và cái kinh phí đó mình sẽ mua các cái mô hình, mua các cái mô hình đào tạo, mô hình hệ thống phun xăng điện tử, mô hình khóa để về mình thực tập, mình quay video cho các anh em xem anh em nhá. Nếu có kinh phí nhiều thì mình sẽ thực hiện. Bây giờ mình đang lo để chia sẻ kiến thức cho anh em, và đồng thời bán hàng để lấy kinh phí để mua mô hình về để chia sẻ đến cho anh em các cái mô hình khóa thông minh và hệ thống phun xăng điện tử. Mình xin chào anh em.